Suy thuận xin gửi lời chào tới quý khán giả của kênh người dẫn được gọi âm quý vị thân mến hôm nay chúng ta sẽ cùng được đón nghe một cái câu chuyện của tác giả nho hưng nho hưng có tâm sự với chúng ta rằng đây là một cái câu chuyện do một người bạn của nho hưng đã kể lại và hôm nay nho hưng xin được phép cái người bạn đó thuật lại toàn bộ cái câu chuyện này hoàn toàn có thật về một người bạn của nho hưng để cho chúng ta được biết câu chuyện với nội dung nhẹ nhàng đơn giản à, qua cái lối viết văn rất sắc sảo và tinh tế của nho hưng sẽ khiến cho chúng ta có những giây phút rất thú vị trong buổi tối ngày hôm nay đấy mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay câu chuyện tôi sắp trần thuật ra đây cho quý vị nghe là một câu chuyện xảy ra với người bạn tôi trong khoảng thời gian cách đây đã hơn 6 năm rồi. Là một cây viết chuyên về thể loại chuyện dị thường, mục đích của tôi là muốn chuyển đến quý vị khán thính giả những câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn nhất. Mới đây, trong lúc đang khan hiếm đề tài, tôi mới sực nhớ đến câu chuyện đã từng xảy đến với bạn tôi mà trước đây khi chưa dấn vào nghiệp viết tôi đã từng nghe qua. Dù biết đó là một nỗi sợ, mà cậu ấy không bao giờ muốn nhắc đến nữa nhưng tôi vẫn quyết định tha thiết yêu cầu kể lại chi tiết tỉ mỉ cho tôi nghe lại một lần để tôi xây dựng thành một câu chuyện vì cảm thông trước sự thiết tha đề nghị của tôi nên cậu ấy quyết định miễn cưỡng lật lại ký ức thêm một lần nữa tôi xin xấu chuỗi các tình tiết mà người bạn tôi kể để sắp đặt thành một câu chuyện và tạm đặt tên với nhan đề miếng bùa tình yêu. Buổi làm hôm ấy gồm có 6 công nhân, nhưng có đến 5 người chuyên về vận chuyển còn ngồi trong cabin của chiếc máy múc, thì chỉ có một người đó là Hùng thôi. Hùng vốn là một tay múc thuộc hàng khá lụa, mặc dầu không trải qua một khóa đào tạo hay một tấm bằng cấp nào. Toàn bộ kinh nghiệm chủ yếu nói như dân gian là học lỏm mà thôi. Tuy nhiên, chăm hay không bằng tay quen. Trải qua nhiều lần thực hành nên giờ Hùng đã trở thành một bác tài chắc tay và rất ăn khách ở các mối đào ao, đắp nền, lạc móng. Hơn một năm về trước, nhận thấy rằng dù có giỏi sang đến mấy, thì sống ở cái thời này muốn bền chắc và theo đuổi công việc thì cần phải tí chút bằng cấp trong tay. vì lẽ đó, nên dù cho rất nhụt chí khi nghĩ đến chuyện quay trở lại với việc học, nhưng cuối cùng Hùng vẫn đánh bạc tư tưởng và đã tốt nghiệp thành công sau 6 tháng đào tạo. Cái bản tính tự lập sẵn có trong mình đã giúp Hùng tự mày mò liên kết với mấy tổ lái tư nhân ở nhiều nơi và lập tức ngay sau khi tốt nghiệp ở trường nghề thì có công ăn việc làm ngay. Hiện tại, Hùng đang là tay múc chủ chốt trong tổ lái gồm 10 thành viên do một ông chủ người Nam Định đứng cái. Qua đó, khi nhận được công việc thì ông chủ sẽ phân công những lính của mình về các địa điểm theo yêu cầu của khách hàng. Cách đây một tuần, Hùng được bố trí về vùng miền núi Hòa Bình này để làm công việc ước chừng khoảng hơn một tháng, đó là giải phóng mặt bằng của một khu nghĩa trang để thi công xây dựng khu vui chơi giải trí. Được biết, khu đất này đã trở thành nghĩa trang từ lâu lắm rồi. Dù không lớn lắm, nhưng có một điều đặc biệt đó là những nấm mồ được chôn cất ở đây – chủ yếu là vô danh và có đến phân nửa là số tiểu sành được nhà dân đảo thấy trong vườn nhà mình đem ra đây chôn cất. Buổi sáng hôm nay vẫn như thông lệ, Hùng vẫn cùng với một số công nhân khác làm công việc múc những nấm mồ đó lên và đưa đến vị trí mới cách đó một quãng chừng hai cây số. Công việc này yêu cầu sự cẩn thận mà chỉ những tay lái thuộc hàng lụa như Hùng mới được ưu tiên. Bởi lẽ chỉ sơ xuất hoặc làm hơi ẩu là có thể sẽ đụng đến vong linh người đã khuất. Chính vì công việc yêu cầu sự tỉ mỉ khéo léo, nên dù đã làm được một tuần rồi mà số nấm mồ chuyển đi vẫn chưa được là bao. Hùng bước xuống từ cabin, móc trong bao thượng của chiếc áo đang mặc lấy ra gói thuốc thăng long loại mềm, rồi lại quay lại cabin lấy hộp diêm và tiến lại cái cốc cây to gần đấy, ngồi kéo vài hơi cho đá cơn thèm. Hùng là một người ghiền thuốc lá nặng, Ngón tay giữa và ngón trỏ lớp da đã đổi màu vì cầm thuốc. Hàm răng thì lộ ra lốm đốm những vệt vàng mỗi khi cười. Hùng quẹt diêm, mồi điếu thuốc cháy lên, rồi kéo một hơi thật mạnh, làm cái sái tóp lại. Rút điếu thuốc ra khỏi miệng, cậu phóng tầm mắt về phía nhóm người đang cẩn thận đưa chiếc tiểu sành từ lòng đất lên, rồi nói. Cứ từ từ nha các bác, không vội vàng đâu ạ, chúng ta có thời gian đến gần một tháng trời cơ mà một bác trung tuổi trong nhóm nghe giọng nói của Hùng quay lại cười đáp. Vội cũng không được chú hề. Rồi vài bác cạnh bên cũng xen vào phụ họa. Thật, có vội được đâu mà vội. Mấy người cùng làm với Hùng là mấy người dân ở quanh vùng này cả. Ban đầu là 8 người, nhưng được một buổi sáng thì ba người xin rút vì lý do công việc có phần hơi sợ giờ còn năm người đa số đều thuộc trung tuổi hết cả và trong đó có ba bác đàn ông và hai bác phụ nữ hôm đầu tiên khi mới đến đây hùng cảm thấy hơi chán nản vì đường xá xa xôi và người dân thì một ít biết tiếng kinh còn một ít thì nói tiếng dân tộc thiểu số nên hơi bất tiện khi giao tiếp nhưng đến hôm thứ hai thôi thì hùng đã quen dần và cảm thấy rất thích thú vì ngoài những món ăn đặc sắc hấp dẫn của vùng ra Thế Hùng còn nhận thấy con người nơi đây sống rất tình cảm và gần gũi. Vào những buổi chiều khi làm xong việc, Hùng được các nhà dân mời vào ăn cơm, uống rượu rồi ngủ nghỉ lại qua đêm. Cậu rất thích thú với điều này và đôi khi tự trách bản thân rằng trước đây đã từng có lối suy nghĩ sai lầm về những con người ở vùng núi xa xôi. Chỉ có đích mục sở thị thì mới thấu hiểu hết mọi chuyện. Dự định sau chuyến làm việc này, Hùng sẽ kể cho bè bạn và người thân nghe để trong số những đứa bạn bè và người thân của mình ai đang có thắc mắc và suy nghĩ tiêu cực thì cần phải đặt lại vấn đề. Hùng viết xong điếu thuốc, cậu ném cái sái về khiếp khoảng không trước mặt rồi vớ chiếc mũ bảo họ mình vừa đặt xuống bên cạnh hồi nãy đội lên và chống gối đứng dậy. Cậu cài quay mũ cẩn thận rồi tiến về phía cabin thì một bác trong nhóm đang làm nói này cháu cứ nghỉ ngơi đi đã vội gì hùng cảm thấy hơi xúc động với lời nói vừa rồi của bác công nhân cậu đáp dạ vâng ạ cháu nghỉ đủ rồi các bác cũng nghỉ tay hút thuốc uống nước đã ạ mấy người ngừng tay nhìn hùng cười rồi một bác trong nhóm góp ý có khi phải đấy nghỉ một lát đã cái này có làm vội cũng không có được rồi họ buông dụng cụ trên tay ra, tiến lại chỗ gốc cây nơi Hùng vừa ngồi để nghỉ ngơi. Hùng cũng thấy đám người tập trung nghỉ, nên bước lên cabin, rồi cậu lại bước xuống bởi cái sự thịnh tình, thiện cảm của họ, làm Hùng cứ muốn lại trò chuyện mãi. Cậu lại tháo chiếc mũ ra, vừa gỡ bao tay, vừa tiến lại. Từ bữa đầu tiên tính cho đến chiều hôm qua, là chúng ta chuyển được tất thảy bao nhiêu ngôi mộ rồi các bác nhỉ? Hình như 40 hay 45 gì đấy Một bác phụ nữ trong nhóm lên tiếng Tôi có ghi chép lại đầy đủ vào mảnh giấy này đây này Vừa nói Bác vừa lôi trong túi quần ra mảnh giấy hơi nhỏ Bác cộng lại các con số mà bác ghi chi tiết trong đó lại với nhau Nhậm xong bác hỏi Đố ai đoán được chính xác là bao nhiêu? Bác hỏi nãy xen vào thì tôi đã nói là 40 hay 45 gì đó mà lại. Chỉ trong cái khoảng ấy thôi. Vài người khác cũng ừ è e, tỏ ý đồng tình với ý kiến của bác. Bác phụ nữ vừa cười, vừa cấp mảnh giấy cho vào túi rồi thùng thẳng nói. Bốn đầu mà bốn. Tính đến chiều hôm qua là đã được 53 ngôi mộ chuyển đi rồi đấy. Hùng ồ lên ngạc nhiên. Ồ, nhanh quá bác nhỉ. Cứ làm cái đàn này thì chúng ta có khi hoàn thành nhanh hơn dự kiến nhiều đấy các bác ạ. Một bác lên tiếng, nói bằng giọng chậm đục. Thì mình cứ làm tận tình, cẩn thận rồi tới đâu thì đến. Công việc này cũng coi như ta làm để đức Nga về sau. Tiền công thì chỉ lấy đại khái thôi, chứ có phải làm cái gì đâu mà câu thời gian dài để lấy công. Có phải không các bác? Mọi người gật củ, hăng hái đồng tình với ý kiến chí lý của bác. Từ phía ngoài khu nghĩa trang, tiếng xe máy chậm dần rồi ngưng hẳn. Chẳng cần nhìn thì ai cũng biết đó là ông chủ thầu khu này hôm nào cũng đến kiểm tra tiến độ thi công. Người chủ thầu là một cậu thanh niên còn khá trẻ, chắc chỉ hơn Hùng chừng vài ba tuổi gì đó thôi. Cậu ta tiến vào, đang cách một đoạn xa mới tới chỗ mấy người đang ngồi, nhưng đã cất giọng bảo chào các bác cả nắng quá các bác làm có mệt không ạ à? hùng đỡ lời mệt cũng phải gắng chứ làm sao bây giờ hả anh công việc mà lại người thanh niên ân cần hạ mình ngồi bệt xuống nền đất với mọi người rồi tháo nón và nói các bác cứ chậm rãi mà làm ạ à. mệt thì nghỉ chúng ta có thời gian những gần một tháng cơ mà mới có một tuần thôi rồi cậu tiếp dạ thưa các bác chiều nay các bác làm xong việc ở đây có bác nào bận bịu việc gì nữa không ạ à? cháu muốn mời các bác về nhà cháu dùng cơm trưa nay thì cháu chả dám mời các bác vì bây giờ gần giờ rồi chưa chuẩn bị được gì với lại giờ cháu bận chút việc nên thành thử ra mời các bác buổi chiều nay ạ à. thế thì vui quá còn gì cảm ơn cậu được rồi chúng tôi nhận lời cậu quay sang chỗ hùng đang đứng mỉm cười và nói cả em nữa đấy nhé hùng nhớ phải sang đấy dạ có chứ ạ à? đi làm còn trần trừ chứ đi ăn là em hăng hái hàng đầu luôn rồi cả đám phá lên cười lớn một chàng kế theo đó là đứng dậy tiếp tục bắt tay vào việc người thanh niên chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người vào buổi chiều nay tại nhà mình hùng vào ghế lái chuẩn bị vận hành thì thấp thoáng sau cái cây to mà mọi người vừa ngồi, từ đâu xuất hiện một cô gái. Thoáng nhìn hùng đã bị cái dáng điệu mạnh khảnh và bộ đồ dân tộc đặc sắc của cô gái thu hút ngay tức thì. chắc là có bị nhầm đường nên vào đây. vì lúc hùng nhìn sang thì thấy cô gái đang quay bước trở ra, một tay có cầm chiếc ô che nắng, một tay cầm chiếc khăn mùi xoa màu cánh sen. hùng thờ người một hồi khá lâu rồi như một có một cái sức mạnh mãnh liệt nào đó thôi thúc vậy cậu đẩy cửa và chạy theo về hướng cô gái mọi người không ai để ý vì đang chú tâm vào công việc cái niệm rung cảm thật lạ kỳ trước đây và cho đến cả bây giờ hùng vẫn chưa có trong đầu một khái niệm về tình yêu và cậu cũng không mấy mặn mà với chủ đề đó hùng luôn cho rằng tuổi mình chưa đến lúc yêu đương vớ vẩn mình lo làm lộn đã và lại nhất là cái quan điểm Có vợ như rợ buộc chân Luôn thường trực canh cánh trong đầu cậu Chả dạy gì đang tuổi ăn tuổi chơi Mà mang cái ách giữa đàng vào làm gì Thế mà không hiểu sao Ngay giờ phút này đây Giữa cái buổi xế trưa nắng nóng này Một cô gái dân tộc Mà Hùng mới thoáng nhìn lần đầu thôi Đã xuyến sao đến vậy Cậu cứ chậm chậm Theo hướng cô gái đang bước Vô tình chiếc khăn tay mùi xoa rơi xuống đất Cô gái rẽ mái tóc gọn gàng Khẽ khom người xuống nhặt Bộ trang phục miền núi để lưu Lộ ra cái lớp da thịt phập phồng Vừa gợi cảm Vừa ý nhị Làm Hùng thấy phía dưới phần thắt lưng của mình Da thịt đã bắt đầu rạo rực Và trỗi dậy một cách cuồng nhiệt Hùng chạy theo cô gái Nhưng càng chạy thì bước chuyển của cô càng nhanh hơn, làm cậu không tài nào theo kịp được dù đã cố sức chạy thật nhanh. Hùng thắc mắc Không biết tại sao cô ta lại có thể rào bước nhanh đến như vậy Dù nhìn từ phía sau Thì những bước chuyển của cô hết sức bình thường thôi Đến một cốc cây Chắc đã cách chỗ Hùng đang làm Một quán cũng khá xa rồi Hùng mệt bở hơi tay Đứng chống tay vào cây thở dốc Thì cô gái lại cũng dừng lại Không bước tiếp nữa Cô quay đầu nhìn Hùng Chiếc ô trên tay vẫn xoay tròn Thấy Hùng khom người xuống thở Cô không nói gì chỉ mỉm cười rồi lại bước đi bình thường nụ cười đó chẳng hiểu có sức mạnh ma mị gì mà khiến hùng cố chạy theo cho bằng được dù trong thâm tâm đã có suy nghĩ thôi không đuổi nữa vẫn như hồi nãy hùng chạy học tốc nhưng vẫn vô ích không sao theo kịp người con gái thướt thả phía trước cuối cùng cô gái cũng chịu dừng lại thôi không bước đi nữa cô nhìn hùng rồi đưa chiếc khăn lên vẫy cậu tiến lại Chân của Hùng tự hồ như muốn lìa các khớp ra vì mỏi Tiến gần đến nơi Cậu lắp bắp hỏi Em 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 à Cô 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 là ai vậy Cô gái vẫn đứng lặng im Tay xoay nhẹ nhẹ chiếc ô Và đáp bằng chất giọng ngọt ngào Ô Anh hỏi lạ chưa kìa Hùng chợt nhận ra Mình vừa hỏi một câu rất là ngớ ngẩn vì chính mình đã tự động chạy theo cô giờ lại hỏi cô là ai phải chi cô gái đó gọi mình đi theo thì mình mới được hỏi như vậy chứ cậu ngượng nghịu đưa tay lên gái đầu rồi cười xòa nhịp thở đã dần ổn định trở lại hùng bình tĩnh hỏi cô gái à tôi 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 lú lẫn quá nhà cô ở đâu cho tôi biết được không cô gái tiến sát bên hùng thêm một chút nữa và ghé sát tay cậu thì thầm Anh khỏi cần hỏi Anh về lại chỗ làm đi Mình sẽ sớm gặp lại thôi Em đi đây Nói xong Cô lại lửng lững bước đi Vẫn bước đi chậm rãi ấy Chiếc ô vẫn quay tròn trên vai Và trên tay vẫn cầm chặt tấm khăn tay màu cánh sen quyến rũ Hùng đứng chết chân Chân mặt ra Nhìn theo bước chuyển của cô gái cứ xa dần Xa dần và khuất dạng sau lũy tre phía xa xa gió đang đung đưa từng nhành lá khẽ rung rinh cậu cảm giác cái vị ngọt của câu nói vừa rồi vẫn còn đọng lại trên đôi tai của mình và đang từ từ len đến mọi ngõ ngách của cảm xúc chào ôi cái giọng nói sao mọt ngọt ngào và hút hồn đến vậy cơ chứ bước chân ra đời đã lâu từng tiếp xúc với biết bao nhiêu người bạn khác giới nhưng chưa bao giờ cậu rung động trước một ai dù cho trong số đó có cả những nàng chủ động tán tỉnh mình sau giờ đây cái cô gái ở miền núi xa xôi này lại có sức hút mãnh liệt đến thế này chết chân mất một lúc hùng mới khẽ giật mình trở về với thực tại cái câu nói ngọt như đường cát vừa rồi của cô gái đã làm hùng như tiếp thêm một nguồn sức mạnh tinh thần rất lớn cậu vui vẻ trở về chỗ làm và trong lòng vẫn giữ một niềm tin nhất định cô nàng sắc nước hương trời kia sẽ quay trở lại tìm mình sớm thôi Vì Hùng tin vào linh cảm của mình là chính xác Hùng có một khả năng hơi đặc biệt một chút đó là Linh cảm của cậu thường rất đúng Cái linh cảm chính xác ấy đã nhiều fan đưa Hùng thoát khỏi bàn tay thần chết một cách ngoạn ngục Điển hình như mới cách đây độ mấy tháng Khi cậu còn học ở trường nghề lần ấy Trường thuê hai chuyến xe để chở mấy sinh viên đi thực tế trong đó có Hùng lúc đầu hùng lên xe ổn định chỗ ngồi rồi xe chuẩn bị xuất phát thì cậu đổi ý đòi đổi sang xe kia ba người ngồi cùng cậu không nghe bảo hùng nhiều chuyện và để một mình cậu sang thôi kết quả chiếc xe đó bị tai nạn thương tâm kiếp đi sinh mạng của ba người khi va chạm với chiếc container mới xuất phát chưa đầy 5 cây số mấy đứa bạn vừa thật vừa đùa khen hùng là có khả năng nhìn nhận trước mọi chuyện hùng cười đùa nhưng nói bằng giọng hơi có phần tự đắc. Nhìn nhận cái gì? Chẳng qua là cái số cả. Trời kêu ai thì người ấy dạ thôi. Rồi cậu cười lớn hơn và tiếp tục. Với lại, chúng mày biết sao không? Diêm vương không muốn bắt tao, chắc là tại vì ta vụng về, lười biếng, xuống đó chỉ tổ chật chỗ. Thành thử ra ngài bắt người siêng năng, chăm chỉ xuống mới được việc. Nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ chọc đầu làm gì có phải không rồi cả đám cùng nhìn nhau cười dù không biết mình có khả năng đặc biệt đó thật hay chỉ là may mắn thôi nhưng hôm nay hùng vẫn có niềm tin vào cô nàng kia vì lúc này đây trái tim cậu đang mách bảo điều đó hùng trở về chỗ làm khi các bác công nhân làm cùng mình đã nghỉ hết rồi nhưng vẫn chưa ra về mà vẫn ngồi ở gốc cây hút thuốc uống nước vừa thấy hùng bước vào bác phụ nữ hỏi ngay cậu đi đâu về thế này hùng đáp bằng giọng vui vẻ như bản thân vừa được truyền một nguồn sinh lực dồi dào vậy dạ cháu đi quanh quất vài vòng đây thôi ạ cả nhóm nhìn hùng cùng cười rồi họ trêu chúng tôi lại tưởng có cô gái nào nhân lúc chúng tôi không để ý lại vào rủ cậu hùng đẹp trai nhà ta đi mất rồi một bác khác tiếp lời được vậy thì lại tốt tôi là tôi lại tưởng là mình làm không cẩn thận Nên có cái vong nào nó oán mình Nên hiện về giấu cậu Hùng đi Để cảnh cáo chúng ta cơ chứ Rồi cả đám cười ổ lên khoái chí Cuộc đời đi làm là vậy Ngoài những giờ tất bật với công việc Thì những mẩu chuyện và các câu nói bông đùa Là liều thuốc quý Để xua tan đi cái mệt nhọc Vẫn biết là câu nói đùa Nhưng câu nói vừa rồi vô tình làm Hùng cảm thấy dùng mình Biết đâu là thật thì sao cái cô gái đó có khi lại là một hồn ma trong khi nghĩa trang này hiện về thì sao? Bao nhiêu niềm vui mới vừa đây thôi, đã phút chốc biến mất hết cả, để nhường vị trí cho sự sợ hãi. Nếu quả thật cô gái xinh đẹp kia là một hồn ma, thì những lời nói hồi nãy cô ta nói với Hùng mà thành sự thật thì sao đây? Cảm giác lạnh lẽo ủa đến khi bất chợt nhớ lại câu nói mà mới ít phút trước còn là một niềm tin về tình yêu mãnh liệt hùng thường người nhìn vô định vào khoảng không trước mặt cái vỗ vai của bác càng làm hùng giật thót thôi về thôi cơm nước rồi nghỉ ngơi lấy một lát mà chuẩn bị làm buổi chiều mọi người xếp đặt lại chút đồ đạc dụng cụ cho gọn gàng và trước khi về còn cố thêm một vài câu đùa giỡn nữa cái cậu chủ kia Mời cả ngày không mời Lại mời mình có buổi chiều các bác nhỉ Bác thì chẳng biết cái gì Buổi sớm còn lo đi mượn nồi Với đi mua rau rựa gì đó Tôi nghe nói chiều nay cậu ấy mổ voi thế mà Mọi người tản mát ra về Cùng với những nụ cười giòn xã Hùng không nhập tâm Đến cái câu nói của mấy người vui tính kia Cậu mồi điếu thuốc Rồi cầm trên tay lặng lặng bước về Hùng từ hôm lên đây đến nay vẫn đang ở nhờ trong nhà hai vợ chồng một ông cụ. Gọi là cụ là vì năm nay ông bà đều đã ngoài 80 cả rồi. Dù tuổi tác cao nhưng nòm hai cụ còn khá khỏe mạnh. Hàm răng đang đều răm rắp, mái tóc mới điểm có đôi ba sợi bạc và đi lại còn rất chắc chắn. Ông bà giao tiếp với nhau bằng tiếng bản địa, tức là tiếng của dân tộc họ. Nhưng khi nói chuyện với Hùng thì nói bằng tiếng kinh và nói rất sành sỏi như một người kinh chính hiệu luôn. Nhà ông bà cách chỗ Nghĩa Trang Hùng đang làm chừng độ chưa tới vài trăm mét. Vì thế mà điếu thuốc trên tay mới cháy được quá nửa, thì Hùng đã về đến đầu ngõ rồi. Hùng kéo một hơi nữa, rồi quẳng cái sái vào vườn khoai lang dọc ngõ. Hùng bước đến sân, ông cụ đang ngồi trẻ nữa. Thấy Hùng ông nói, Con rửa mặt mũi chân tay đi, rồi vào dùng cơm, Hôm nay ta khai trương cái hũ rượu ngô ta đã ủ lâu lắm rồi. Hồng đáp. Dạ, xong ngay ạ. Hồng luồn ra hông nhà, khoáng nước lên mặt liên lịa để lấy lại sự tỉnh táo chuẩn bị ăn cơm. Cậu bước vào nhà khi trên chiếu vẫn là những món thức ăn hùng rất khoái khẩu cùng với nồi cơm vừa được vùi dưới lớp than hồng. Mở nắp ra, khói lên nghi ngút, đưa mùi thơm thoang thoảng của hương vị miền núi cao. Ông cụ khẽ nẻ bê trong buồng ra một vỏ rượu Mà ông giới thiệu với Hùng là rượu ngô Hùng chạy lại Đưa tay ra đỡ giùm ông Rồi nói Uống hết cái vò này Chắc phải mấy chục người say ông nhỉ Rượu này cũng không nặng lắm đâu con à Nó dễ uống hơn cái rượu khoai Mà mấy hôm nay còn uống đấy Nói đoạn ông mở nắp vỏ rượu Đong ra mấy bát Bày la liệt trên chiếu rồi vừa uống vừa nhâm nhi đồ ăn cơm nước xong hùng lên phản gỗ đánh một giấc như thường lệ mỗi khi ăn cơm chưa xong cậu vừa thiếp đi thì trong giấc mơ của mình cô gái xinh đẹp kia lại hiện lên trước mặt cậu vẫn với bộ trang phục truyền thống của người mường đôi mắt đen láy đầy lôi cuốn và đặc biệt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng nhưng quyến rũ đến vô cùng tận hùng sực tỉnh giấc khi thấy ông bà cụ đang ngồi cạnh bên cụ bà lên tiếng Khiếp Còn mơ mộng cái gì mà cười lớn thế Đã vậy này còn gọi tên ai đó nữa ấy Hồng ngượng ngùng chạy ù ra phía sau rửa mặt Trong lòng vẫn nào nào nhớ về hình ảnh của cô thiếu nữ xinh đẹp Lạ quá Cái cảm giác hoảng sợ trước lúc ăn cơm đã biến đi đâu hết Sau khi gặp cô gái trong giấc mơ Và giờ đây Hồng lại càng tin chắc rằng Cô gái đó hoàn toàn là người xương thế bình thường, chứ ma quỷ sao có thể khả ái và dễ thương mến đến như vậy được. Nghĩ đoạn, rồi cậu thay bộ đồ lao động để chuẩn bị đi làm trong sự hưng phấn rực rạo trong lòng. Cậu đến nơi làm và chợt phát hiện ra mình đi quá sớm mà không xem giờ. trừ xem đồng hồ mới thấy là mới một giờ thiếu thôi. Hùng chật lưỡi. Ôi giời, giờ thế cơ chứ lị. Cậu định quay trở về vì nhà cũng gần, nhưng lại thôi vì đi đi lại lại nhiều chỉ thêm mệt cậu lại mồi thuốc tựa mình vào gốc cây và bắt đầu vừa nghĩ về hình ảnh cô gái kia vừa tự cười khúc khích một mình như người tự kỷ vậy cảm giác lâng lâng đang dâng trào từ phía sau bất giác một đôi tay đặt nhẹ lên vai cậu hùng quay ngoắt lại thì bất ngờ đến vô cùng khi người tình trong mộng của mình lại xuất hiện vẫn với hình ảnh y chang như buổi sáng nay Cô vẫy vẫy chiếc khăn trên tay Và Hùng cũng từ từ đứng dậy Vất điếu thuốc mới kéo được vài hơi xuống đất Học tốc chạy theo nàng ta Nhưng dường như tốc độ của Hùng không khá hơn buổi sáng Vì có chạy cất mấy Thì cũng những bước chân của cậu Vẫn bị bỏ lại phía sau Không tài nào đuổi kịp nàng Rồi đúng đến đoạn sáng nay Thì cô ấy cũng dừng lại Nói với Hùng câu nói quen thuộc ấy rồi cũng khuất hẳn sau bụi tre phía xa thôi anh quay lại làm việc đi mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi em đi đây và mọi diễn tiến cứ dập khuôn như vậy tức là hùng cũng chôn chân đứng hình một lúc rồi lừng lững ra về và trong lòng dâng trào sự phấn khích cậu quay về khi cũng vừa lúc mọi người tới họ chào nhau bằng những câu nói đùa rồi quây quần bên gốc cây nghỉ mây một chút trước khi vào việc Một bác gỡ chiếc nón cối trên đầu xuống phe phẩy rồi nhăn mặt à, Nắng vây thì dứt khoát nay mai là mưa Là mưa mưa lúc này sẽ thối đất luôn chứ chẳng chơi Có tiếng phụ họa cái đấy rõ ràng rồi Vậy nên ta lo làm cho nhanh đi các bác ạ à. Sớm được ngày nào hay ngày đó Chiều hôm qua tôi thấy cái cầu vọng phía tây rõ mồn một móng đồng vòng tay Trắng mưa dây cũng bão giật Hồng chẳng biết nói gì góp vui Nên chỉ gật gù cười trừ Rồi cậu vừa nói vừa tiến lại phía máy Thôi các bác nghỉ đi ạ Cháu vào việc trước Tranh thủ mốc vài gầu Chiều nay cho xong mấy nấm mồ trên gò cao trên kia Vừa nói Cậu vừa chỉ trên phía cao nhất của khu nghĩa trang Nơi có bốn năm nấm mồ Nằm leo beo bên cạnh những bụi cây dứa dại mọc um tùm Mấy bác nghe Hùng nói cũng cùng lúc đứng dậy. Thôi, nghỉ ngơi gì nữa. Chúng tôi cũng vào việc luôn đây chứ. Nhanh nhanh chiều còn đi dự tiệc nữa, các bác nhé. Buổi chiều đó, người thanh niên chủ thầu gọi cho Hùng để nhắc lại một lần nữa và nhờ Hùng nhắn lại với mấy bác nhớ đến nhà cậu ta chiều nay. Độ hơn năm rưỡi chiều, dù mặt trời còn đang chói chang nhưng người thanh niên kia đã gọi cho Hùng cậu nói dùm các bác nghỉ tay nhé. thôi, à, mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. cậu và các bác đến đi thôi, kẻo nguội hết. nửa tiếng sau, hùng cùng mấy người công nhân đã có mặt tại tư gia của thanh niên kia. hiện diện trước mặt họ là một ngôi nhà đổ sộ khang trang, có thể nói là nổi bật tuyệt đối với căn nhà vách gỗ đơn sơ ở chung quanh. với kiểu thiết kế đậm chất tây âu, kết hợp với những tâu màu độc đáo làm cho ngôi nhà càng trở nên quý phái và tráng lệ, như một biểu tượng về vẻ đẹp nhân tạo ở vùng núi xa xôi này. Mọi người chưa ai bước vào cả, đang đột rè đứng ở phía cửa, thì người thanh niên đẩy cánh cửa kiếng, rồi bước ra đòn đảm mời. Ấy chết, cháu sợ ý quá, các bác đến lâu chưa? Dạ, cháu mời mọi người vào trong cả ạ. Mọi người tất cả bước vào, ai cũng vừa đi vừa quan sát từng chi tiết trong căn nhà vì quả thực nó rất hấp dẫn đồ ăn đắp bày biện trên bàn cùng với mấy vỏ rượu truyền thống của dân tộc chàng thanh niên kéo ghế rồi mời mọi người ngồi xuống ngay ngắn trong quầy bếp một cô gái vẫn đang loay hoay chuẩn bị thêm mấy thứ lặt vặt như bát chén nước chấm một lúc sau cũng bước ra chào tất cả mọi người rồi cũng hạ mình ngồi xuống ghế chàng thanh niên đong rượu ra bát rồi đặt trước mặt mọi người đứng lên dõng giặc nói dạ thưa tất cả các bác hơn một tuần nay rồi hôm nay cháu mới có dịp mời các bác dùng cơm một bữa và được các bác nhận lời đến thế này thì cháu vui lắm ạ à. thú thực công việc của cháu nó bận quả thành ra là định mấy hôm nay rồi mà hôm nay mới đặng mời được các bác đến đây mọi người tán thưởng lời nói bằng một tràng pháo tay cậu tiếp có lẽ ở đây mới có hùng là biết tên cháu còn các bác chưa biết có phải không ạ à? dạ xin giới thiệu với các bác cháu là phú rồi cậu nhìn sang cô gái đây là duyên em gái cháu ạ à. thưa thật với các bác ông nội cháu là người kinh lên đây lập nghiệp hồi sữa hồi xưa rồi bén duyên với bà nội còn bây giờ thì nói đến đây phú không nói tiếp nữa mọi người cảm giác cậu đang xúc động thì phải một bác hỏi cậu sao vậy có chuyện gì à Phú lấy lại chút bình tĩnh rồi tiếp. Dạ, cả bố và mẹ cháu đều đã mất cách đây gần 3 năm rồi ạ. À mà thôi, cháu vô ý quá. À, đang trong lúc vui vẻ này không nên nhắc về cái chuyện buồn. Thôi, à, các bác nâng rượu lên đi ạ. Mọi người bám lấy câu nói đó, bê rượu lên để lấy lại không khí vui vẻ. Hùng từ nãy đến giờ vẫn ngồi chân chân không nói năng lời nào. Hay nói cho đúng hơn là từ lúc xuyên bước ra từ quầy bếp ngồi xuống bàn là hùng cũng như bị cướp mất linh hồn từ một con người chưa bao giờ quan tâm hay bị mê hoặc trước một cô gái nào mà chỉ từ sáng đến giờ thôi ở nơi miền núi xa xăm này đã có đến hai cô gái vô tình cướp đi linh hồn của cậu rồi hùng nhìn xuyên đến độ cô phát ngượng không dám nhìn về phía cậu nữa hùng tự nhủ sao lại có con người đẹp đến vậy tiên dáng trần chứ không phải người phàm Hùng cảm nhận được ở Xuyên và cô gái mình gặp hai lần vào lúc sáng và đầu giờ chiều. Có một điểm gì đó rất giống nhau. Nói chung, cả hai đều sắc nước hương trời và có một sự cuốn hút đến độ ma mị không giải thích nổi. Mọi người nâng ly hết rồi, mà nhìn thấy Hùng vẫn ngồi được như ngỗng nghe đài. Nên bác ngồi cạnh thục mạnh một cái, làm cậu mới sực tỉnh lại, vội vàng bê bát rượu lên hưởng ứng. Bữa cơm kết thúc, mọi người trở về hết riêng hùng thì gục ngay tại chỗ dù rượu ở đây không quá nặng như rượu ở dưới xuôi và lại cũng đã uống quen mấy hôm nay ở nhà ông bà cụ mình ở rồi nhưng hôm nay hùng uống hơi quá chén nên đã say bí tỉ và phú đã phải dìu cậu vào phòng ngủ của mình hùng đánh một giấc thật sâu đến chừng qua nửa đêm thì bừng tỉnh vì cảm thấy cổ họng khô rang Hùng lật đặt ngồi dậy đi ra bên ngoài tìm nước. Lúc đi qua căn phòng bên cạnh phòng mình vừa nằm, dù đã được bao bọc bằng lớp cửa xốp khá dày, nhưng tiếng trò chuyện trong căn phòng vẫn ít nhiều lọt ra ngoài. Hùng đang lào đào bước đi, thì tò mò dừng lại, rồi áp sát tay vào thì nhận ra hai giọng nói đang trò chuyện trong căn phòng là của anh em phố. Hùng thắc mắc rồi nghĩ thầm. Trò chuyện cái gì? Lại đi nói vào cái lúc nửa đêm gà gáy thế này nhỉ? rồi cậu quyết định lắng tai nghe mặc dù nghe câu được câu mất nhưng hùng vẫn tóm được nội dung của cuộc trò chuyện đó hình như nói về bùa ngài gì đó thì phải nhưng hùng không quan tâm vì đó là chuyện riêng của nhà họ thì mặc họ tốt nhất mình không nên quan tâm hùng đâu có biết rằng hậu quả của miếng bùa ngài mà anh em họ đang to nhỏ bàn tán trong kia người gánh chịu chính là bản thân cậu cậu bỏ xuống bếp tìm nước uống một hơi thật đã rồi quay trở về giường ngủ một giấc đến sáng mai mới tỉnh dậy cậu lật mình mấy vòng rồi bật dậy vươn vai vài cái vặn mình cho mấy khớp xương kêu răng rắc để lấy lại tinh thần cánh cửa đột ngột mở phú bước vào em dậy sớm thế ngủ thêm chút nữa đi hùng phì cười anh cũng dậy từ bao giờ rồi còn nói em gì à ôi rồi hôm qua uống bữa em say túy lưới luôn phải công nhận rượu đó uống rất vô nhưng khi say thì phú tiến lại gần với hùng hơn khẽ vỗ vai cậu rồi nói anh cũng say bí tỉ đi chứ có khác gì em đâu cũng đánh một giấc vừa mới dậy tức thì đây thế hùng biết rõ ràng phú đang nói dối nhưng cũng chẳng nói làm gì vì nói ra thì sẽ lộ ra chuyện mình đã nghe lén anh em họ trò chuyện thì ra cái lá bùa mà anh em họ bàn nhau to nhỏ đêm qua lúc trong phòng là một lá bùa tình yêu khi nghe đến hai chữ tình yêu chúng ta ngỡ rằng không có gì ghê gớm đáng sợ mà ngược lại nó còn là một cái gì đó rất đẹp đẽ thiêng liêng nhưng không khác với tên gọi thì công thức luyện của nó lại muôn hình vạn trạng trong đó bao gồm những công đoạn ghê gớm đến mức rùng rợn xuất thần trong một gia đình có bà nội là người dân tộc và ít ai hay biết gia đình phố có một bí kíp luyện nhiều loại bùa khác nhau đã chuyển qua bao đời mà đến đời anh em phố vẫn may mắn được kế thừa từ khi hùng lên đây nhận việc nhìn thấy cậu có nét đẹp trai lãng tử nên phố đã nhắm hùng cho em gái của mình phố đã vài lần rủ hùng đi ăn uống nhậu nhẹt và có xa cần nói đến chuyện vợ con nhưng những lần đó hùng đều không chú ý đến và nói lạng sang chuyện khác nhận thấy thời gian hùng làm việc trên này chỉ khoảng vài ba tuần thôi với cái bản tính của hùng giới thiệu em gái mình cho cậu để cậu tự tìm hiểu và yêu nhau theo quy luật tự nhiên thì e rằng không khả quan cho lắm vì thế suy đi tính lại chỉ còn cách phải sử dụng phép bỏ bùa để hùng và em gái cậu tức là duyên sẽ đến với nhau và ở bên nhau mãi mãi anh em cậu bàn bạc với nhau và quyết định chọn công thức luyện bùa ở mức độ cao nhất. Đã làm thì làm cho tới luôn, tức là phải làm cho Hùng một lòng một dạ với Xuyên, điền đảo, ăn không ngon, ngủ không yên vì Xuyên. Nói về bùa yêu của xứ mường này thì đa dạng và mênh mông lắm. Những miếng bùa nhốm màu kỳ bí đến mức khoa học cũng ngập ngừng trong chuyện lý giải đúng sai. Những loại phổ biến và đơn giản tỉ như loại bùa bột, Loại này có tác dụng tức thời tối đa là 3 tháng thôi. Hay những loại ở tầm cao hơn một chút là dùng ánh mắt hoặc mùi hương đã khiến đối phương yêu điên cuồng và theo mãi mãi. Nhưng tất cả những loại nói trên chỉ là những loại bùa với công thức luyện giản đơn và thời gian đối phương chúng bùa thì ngắn, chứ không được lâu dài mãi mãi. Dĩ nhiên, với một thế hệ hậu thế của một xác định luyện bùa thuộc mức thượng thừa thì cái lá bùa mà anh em phú luyện để trải hùng cũng phải đạt đến cảnh giới thì ra cái buổi mà phú mời mấy người làm cùng với hùng về nhà mình dùng cơm chỉ là tạo điều kiện cho duyên có cơ hội gặp hùng nhưng phú làm vậy chỉ để duyên vừa lòng thôi chứ thực chất phú đã chính thức bắt tay vào luyện từ mấy hôm nay rồi để đạt được kết quả như mong muốn lá bùa phải trải qua rất nhiều khâu phức tạp đầu tiên để hùng có cảm tình với duyên thì cần phải có một hình nhân để linh hồn của xuyên và hình nhân đó hòa quyện vào nhau. Không giống như những hình nhân làm bằng giấy hoặc bìa cứng như chúng ta vẫn thường thấy ở các lễ cúng vong. Mà hình nhân này là một người thật bằng da, bằng thịt. Chỉ có điều không phải là người sống mà là người đã chết. Do yêu cầu của công đoạn này là cần chín sợi tóc mai của một cô gái còn trinh tiết đã chết và chôn xuống lòng đất đúng đủ 18 ngày nên Phú đã nhắm trước và đào lên lấy vào hôm cô được chôn đủ 18 hôm. Đúng thế, cô gái mà Hùng đã nhìn thấy và đuổi theo đến hai lần khi đang làm ở Nghĩa Trang chính là cô gái mà Phú đã đào sắc lên để lấy tóc phục vụ cho công việc luyện bùa của mình. Chín sợi tóc mai sau khi được lấy từ xác chết trinh nữ kia sẽ được mang về khấn thần chú rồi đem bọc cho một miếng vải trắng đủ 9 tiếng sau đó đem nghiền nát ra và hòa lẫn với nước lấy trong vách núi vào buổi sớm mai rồi đưa cho Duyên uống. Sau khi Duyên uống loại nước này thì linh hồn của cô gái kia sẽ nhập vào Duyên trong vòng 24 giờ rồi tự động biến đi. Ngoài ra cái hồn ma đó sẽ tự động tìm đến đối phương đúng hai lần để quyến rũ rồi sau đó không bao giờ trở lại nữa. Lâu dần đối phương cũng sẽ quên hình bóng của người đó mà chuyển qua nhớ nhung đến cô gái mà xác chết kia đã gửi gắm linh hồn bằng chín sợi tóc mai. Vậy là Hùng đã xính một miếng bùa đầu tiên rồi. Suốt mấy ngày liền kể từ khi dùng cơm ở nhà phú về, cậu tơ tưởng suốt ngày nằm thừ người trên phản gỗ, đến bữa cũng chẳng thèm ăn uống gì và công việc đang làm dở sang ở khu nghĩa trang cũng bỏ bê không làm tiếp nữa. Phú thuê đến một tay máy múc khác thiết vào chỗ Hùng, và anh em Phú cũng chẳng cần phải liên lạc gì với Hùng, vì đoán biết 100% Hùng sẽ phải tự động tìm đến anh em gã trong thời gian sớm nhất mà thôi. Quả như sự tính toán của gã, Hùng đã chủ động gọi đến, nói là muốn gặp để nói chuyện với gã một lát. Dù biết lý do là gì, nhưng Phú vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hắn đáp. Ừ, cũng được. Nhưng mà nếu gặp em để nói về công việc thì thôi. Em yên tâm đi nhé. Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, hôm nào khỏe hẳn rồi làm. Anh muốn được người khác làm thay em mấy hôm rồi. Cứ yên tâm. Hùng mệt mỏi đáp lại. Dạ, dạ không ạ. Em muốn nói chuyện khác. Giờ anh có ở nhà không? Em tới gặp anh một lát thôi ạ. Phú nói đồng ý, rồi cúp máy và mỉm cười mãn nguyện. Chỗ làm, mọi người cứ liên tục hỏi gã là tại sao mấy hôm nay Hùng không đi làm, nhưng gã nói là Hùng mệt và cần nghỉ ngơi mấy hôm mọi người cũng đều tin răm rắp. Vì có ai đâu ngờ, cái cá chủ thầu của mình lại là con người ích kỷ và lại tàn nhẫn dùng cái thứ phép ma quái đó để yểm lên một chàng thanh niên dưới xuôi mới lên, chưa biết gì như hùng. Nói đi thì cũng phải nói lại, giờ đây bố mẹ gã đã mất cả, chỉ còn mỗi đứa em gái là người thân duy nhất, nên gã thường xuyên hết mực, mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em gái mình. Đúng lúc, Muốn tìm cho Duyên một người chồng, thì Hùng đã xuất hiện và lọt vào tầm ngắm của gã. Do vậy mà dù cho biết rằng việc làm của mình là tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn quyết thực hiện cho bằng được. Đăng lượn lờ vài vòng cho khuôn viên trước căn nhà mình, thì Hùng chạy học tốc đến như bị ma đuổi. Cậu dựa vào cái cây gần phía cổng, thở một chàng dài rồi mới lấy lại bình tĩnh bước vào. Vừa nhìn thấy phố, Hùng nhập thẳng và để luôn. Duyên đâu rồi anh? Vừa nói, cậu vừa quỳ rạp xuống chân phố và thống thiết kể lể về chuyện mình đã chót có tình cảm với Duyên rồi. Xin phép gã cho phép được sang đây sống cùng Duyên hoặc có thể đưa Duyên về xuôi làm vợ mình có được không? Gã biết Hùng đã dính bùa rồi. Giờ có đuổi cũng không đi nên ra bộ ngạc nhiên hỏi. Em... em nói gì lạ vậy Hùng? Em có gì không ổn hả? Hùng không để ý đến câu hỏi của gã mà tiếp tục khóc lóc van xin, kể lể đủ mọi thứ. Rồi sau khi chơi trò mèo vờn chuột với Hùng thêm một chút, gã hắng giọng. <laughs> Duyên ơi, ra đây anh bảo này. Duyên đang núp sau cánh cửa chờ sẵn, nghe gã nói, liền chạy ủ ra đến bên hắn đứng rồi hỏi. Có việc gì đấy hả anh? Hùng xen vào. Duyên, Duyên à rồi cậu đi bằng đầu gối tiến đến bên duyên và nói trong nước mắt tôi, tôi tôi yêu duyên mất rồi duyên nhận lời với tôi nhé thiếu duyên chắc tôi không sống nổi qua ngày hôm nay đâu rồi cô ta đỡ hùng đứng dậy ông chặt vào lòng mình và cũng thút thiết khóc thực tình thì duyên cũng có cảm tình với hùng thật chứ không phải hoàn toàn do phú ép buộc nhưng cũng chính vì muốn hùng là của mình nên cô mới nhắm mắt nghe theo sự sắp xếp của người anh trai, để Hùng mãi mãi chỉ là của mình, dù cho có biển cạn non mòn. Kể từ hôm đó, Hùng vào sống chung nhà với hai anh em Phú. Có xuyên bên cạnh, Hùng đã bắt đầu trở lại với công việc bình thường rồi. Hàng ngày Hùng đi làm, rồi về đó sống với Xuyên như vợ chồng. Và hắn cũng quên mất đi là mình chưa nói với ông bà cụ về việc này. Gọi là sống như vợ chồng, nhưng chỉ chung một nhà và chỉ đến mức ôm ấp là giới hạn cuối cùng. Phú nói với Hùng, trên đây có một quan niệm là nếu chưa tổ chức lễ cưới mà làm chuyện vợ chồng thì một trong hai đứa sẽ chết yểu. Thực ra thì hắn nói như vậy để cho miếng bùa của mình được luyện một cách hoàn hảo thôi. Chứ ai biết cái quan niệm đó có thật hay không. Đúng thế, khi miếng bùa chưa luyện hết các công đoạn thì đôi trai gái không được ngủ với nhau nếu không các công đoạn sau đều vô dụng và thậm chí là phản tác dụng. Dĩ nhiên, gã nói với Xuyên để cô biết mà giữ mình chờ đợi, nhưng hắn cứ đánh tiếng lên như vậy để áp đảo tinh thần của Hùng cho chắc ăn. Từ khi đến bên Xuyên, ăn chung sống chung và ngắm nghĩa hình hài của cô ta mỗi ngày đã làm Hùng cảm thấy tinh thần sảng khoái, phấn chấn nên. Đối với Hùng, chỉ như vậy là đủ cậu hoàn toàn chịu sự điều khiển của phú nhận thấy đã đến lúc thực hiện công đoạn tiếp theo của miếng bùa rồi sáng ấy gã thức dậy rất sớm gọi duyên ra nói căn dặn một vài điều và vẫn đi làm công việc bình thường đêm nay sẽ bắt đầu công đoạn tiếp theo và đây cũng là công đoạn cuối cùng chỉ độ một thời gian ngắn nữa thôi khi lá bùa được luyện thành công trọn vẹn là gã có thể yên tâm vào làm ăn vì đã thực hiện được mong muốn của ba mẹ lúc còn tại thế đó là lo liệu cho em gái yên bể ra thất. Hôm đó vẫn như thông lệ thường ngày, Hùng vẫn đi làm. Chiều về cơm nước xong xuôi thì mệt quá và leo lên giường ngủ. Hùng mệt mỏi cũng phải thôi, vì ly nước Hùng vừa uống lúc ăn cơm xong đã bị trộn lẫn vào đó một loại thuốc bột, được cả nghiền bằng những lá cây rừng và làm theo công thức gia truyền. Mục tiêu của công đoạn thứ hai này là hướng đến việc làm cho đối phương chung thủy một lòng một dạ với mình và đặc biệt hằng đêm ra sức phục vụ hết mình chuyện chăn gối. Hùng ngủ một hồi, khi tỉnh giấc thì thấy mình mẩy đau nhức và mỏi mệt đến không tưởng. Đầu óc quay cuồng và toàn bộ tâm trí chỉ hướng về mục tiêu, đó là Xuyên. Phú bê đến bên Hùng một bát nước màu đỏ ngầu rồi bảo Hùng uống. Cậu ram rắp nghe theo, ngửa cổ uống một hơi hết nhẵn cảm giác tanh tưởi nơi cổ họng nhưng lại không thể nào nôn ói ra được thứ nước mà hùng vừa uống vào cơ thể là máu của con rối vừa được cắt xong còn nóng hôi hổi sau khi uống thứ máu này xong hùng sẽ có một giấc ngủ trong vòng hai ngày liền trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ hùng ngủ duyên cũng phải luyện bùa bằng cách chỉ mặc đúng một mảnh quần lót và ngồi bất động trong phòng kín đủ hai mươi tiếng đồng hồ để lấy cho bằng được những giọt mồ hôi từ háng của ả à thoát ra, rồi thấm vào chiếc quần lót đó để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Sau khi thu được thành quả xong xuôi, duyên cần phải được đi tắm rửa thật sạch sẽ, đội tấm vải đỏ lên cầm ba cây nhang và bắt đầu khấn vái để cho những câu thần chú linh nghiệm vào chiếc quần lót thấm mồ hôi kia. cứ khấn liên tục như vậy cho đến khi ba que nhang tàn hết, đủ bốn mươi tám tiếng. Hùng từ từ cựa mình rồi tỉnh dậy Dù mắt thấy tai nghe những điều kê gớm sắp xảy đến với mình Nhưng Hùng không giải thích được tại sao Mình lại cứ lặng lặng chờ đón điều kinh khủng ấy Phải chăng Cái sức mạnh kê gớm của lá bùa ấy Đã lấn át hết mọi suy nghĩ Và định hướng của cậu chăng? Tậm chí không còn biết gì ngoài việc thường trực hình bóng đến cô nàng tên Duyên kia Hùng từ từ lấy lại tinh thần trên chiếc giường Mà mình đã nằm ỉ ở đây mấy hôm nay cậu phát hiện trên mặt mình hình như bị một mảnh vải hay cái gì đó che lấp đi ánh sáng thì phải. Mùi vị từ nó truyền vào mũi, vừa khó chịu lại vừa có sức lôi cuốn làm cậu đê mê. Mắt lại tiếp tục nhắm nghiền và thiêm thiếp dần vào giấc ngủ. Thứ mà Hùng vừa nhận ra nó nằm trên mặt mình, đó chính là cái quần lót thấm mồ hôi cổ xuyên, đã được anh em à làm các nghi thức thần chú. Theo như bí kíp gia truyền nhà gã thì lần này Hùng sẽ ngủ thêm 48 tiếng nữa, tức là hai ngày, để anh em ả à hoàn tất những bước cuối cùng. Rồi khi Hùng tỉnh dậy sẽ không nhớ đến những gì đã xảy đến với mình. Rồi sau một tuần, Hùng sẽ được tổ chức lễ cưới với Duyên và sống bên nhau cho đến cuối đời mà không xảy ra một chút bất chắc gì cả. Anh em gã lột hết quần áo của Hùng ra. Sau một câu thần chú gì đó lẩm nhẩm trong miệng, hắn lấy một cái roi bằng mây và quất lê lịa lên người hùng, vừa quất miệng vừa lẩm nhẩm khấn. kỳ lạ một điều là dù các lần quất chiếc roi không chạm vào xác thịt hùng, nhưng những vệt lành vẫn hẳn lên đó và đan chéo vào nhau chẳng chít. Tiếp theo, anh em gã bê đến bên sườn một chậu nước màu thâm đen và mùi rất khó chịu. thoáng nhìn thì như nước hoa của những trái mộng tôi được xả ra vậy. hắn đem rắc vào đó một nhúm hoa hồi và bắt đầu lấy khăn tay nhúng vào đó rồi trả lên người hùng. Những vệt lằn hồi nãy cứ từ từ chuyển sang màu đen xì khi có thứ nước kỳ dị đó tác động vào. Xong xuôi tất cả, Duyên cũng khỏa thân ra rồi ôm chặt lấy hùng và phố sẽ dùng một chỉ đỏ để quấn chặt lấy hai đứa. Cứ như vậy, đến khi hùng tỉnh lại và sau ít ngày khi những vệt lằn kia biến mất sẽ tổ chức lễ cưới được. Hôm sau Hùng tỉnh dậy và không nhớ ra bất kỳ một điều gì đã xảy đến với mình. Cậu ăn sáng rồi đến chỗ làm bình thường. Phú nói. Em à, thế em sang đây ở với anh. Đã nói cho ông bà cụ chỗ em ở chưa? Rồi gã dặn Hùng chưa nay qua đó nói cho ông bà cụ biết để họ đỡ pháp phòng chờ đợi. Gã chắc mười mươi giờ có chạy đến cùng trời cuối đất thì cuối cùng điểm dừng chân của Hùng vẫn chỉ có thể là ở căn nhà của gã mà thôi bởi lẽ hùng đã trúng một đạo bùa gia truyền của nhà gã rồi nhưng gã đã chủ quan cổ nhân nói quả không sai cao nhân tất hữu cao nhân trị gã đâu biết rằng ông bà cụ nơi hùng ở cũng là một cặp đôi giỏi bùa ngại ở mức thượng thừa sau khi vô tình phát hiện các vệt làn bất thường trên người hùng ông bà biết ngay là cậu đã bị dính bùa mà người yểm lá bùa này cũng là một bậc thầy chứ không phải vừa ông bà đã âm thầm phá vỡ miếng bùa quái đàn đó và đưa hùng trở về với thực tại sau khi hùng đã bình phục ông bà mới tường tận lại cho cậu nghe cái thứ bùa ngài mà mình vừa được hóa giải nó ra làm sao nghe đến đâu hùng lạnh gáy người đến đó cậu chắp tay rồi quỷ rạp xuống cảm ơn ông bà đã cứu giúp mình rồi một mạch thẳng đường trở về dưới xuôi hùng kể xong xuôi tất cả câu chuyện này cho tôi Cậu thở hắt ra một cái, nhưng mình vừa mới một lần nữa bước ra khỏi cái chốn kỳ dị đó vậy. Cậu cầm chiếc thìa lên, khoáng đường trong ly cà phê đã nguội tắt, đưa lên miệng hấp một ngụm nhỏ, rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh, khẽ mỉm cười như một lời cảm ơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Nho Hưng và như tác giả nói với chúng ta ngay từ đầu, thì đây là câu chuyện của một người bạn của tác giả tên là hùng đã kể lại và tác giả từ cái lời kể đó và thuật lại cho tất cả chúng ta nghe thì đây không phải là một câu chuyện tác giả tự nghĩ ra chỉ là thuật lại từ lời kể của hùng thành thử cái câu chuyện nó rất là đơn giản nó không có cái gì là drama nó không có cái gì là đấu tranh hay cãi nhau cả hay là trả thù hay báo oán gì ở đây vì nó là một câu chuyện thực tế đó À, chắc hẳn là nhiều người sẽ không yêu thích cái câu chuyện như thế này, nhiều người thích có một cái sự báo oán trả thù hay là một cái gì đấy nó kinh khủng trong câu chuyện hơn, nó dã man hơn để nghe cảm giác nó ghê rợn hơn. Nhưng mà lâu lâu chúng ta cũng đổi gió và chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện có thực từ những người tác giả người ta được nghe phong phanh ở đâu đó sau đó người ta hình thành lên một cái câu chuyện để kể lại cho chúng ta nghe có đầu có đuôi như thế này thì cũng là một cái điều thú vị và lý thú đúng không nhỉ còn về bùa yêu thì đúng là một cái thứ mà thuận đã nghe được rất là nhiều đặc biệt bùa yêu thường xảy ra ở các vùng dân tộc thiểu số và có một người bác của thuận bác này ở phía ở phía về đằng ngoại đó nói chung là họ thì cũng hơi xa một xíu rồi nhưng bác ấy có làm cái nghề gỗ kìa thì có đi lên trên cái mặn bắc giang hay là hà giang gì đó để làm cái công việc của mình thế bác ấy cũng có vợ con ở nhà rồi nhưng mà cái tính của đàn ông kìa xa vợ nhiều xa vợ lâu năm thành thử ra bác ấy cũng bị trăng hoa một xíu thế bác ấy quen một cái cô người dân tộc thiểu số ở trên đó và cho đến một ngày Vợ bác ấy phát hiện ra Cái chuyện bác ấy ngoại tình như thế Thế là bắt đầu mới gọi cho bác đó Rồi khóc lóc các kiểu bắt bác ấy phải về Không cho bác ấy làm ở trên đất nữa Thế vì bác này có gia đình ở đây rồi Mà quen cái cô người dân tộc thiểu số kia Chỉ là để trăng hoa Chỉ là để thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân khi xa vợ thôi Thế bác ấy cũng quyết định là bác ấy bỏ cái cô đó Và quay trở về với với vợ của mình nhưng khi bác ấy vừa về được một khoảng thời gian khoảng mấy ngày thôi là tự dưng bác ấy sinh ra cái bệnh tâm thần đưa đi bệnh viện khám thì không ra bệnh xong nhưng uh, cứ về nhà nhé là ngồi ở góc nhà đấy xong vồ ruồi cứ ngồi cúi đầu xuống nhắm mắt vào xong vồ ruồi như này y chang như này cứ như thế và tất cả mọi người cảm thấy rất là lạ thế rồi bắt đầu là cũng đi coi thầy coi bói thì thầy phán rằng là bác này bị trúng bùa rồi Bị bỏ bùa Thế là gia đình nhà bác đó Bố mẹ của bác đó Cùng với vợ con của bác đó Phải đi lên trên 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 cái chỗ bác ấy làm ấy Để tìm hiểu xem Bác cái ngoại tình với ai Cái người đó như thế nào Và hỏi cho rõ ràng là có bỏ bùa các thứ hay không Thì đương nhiên là cái người phụ nữ đó Người ta sẽ phải từ chối rồi Thế nhưng vì sau nhá cứ bác cái cứ đi bác trai này này cứ đi ở cứ đi lên trên đó thì bình thường trở lại bình thường nhưng mà về nhà thì lại cứ tiến thẳng vào góc nhà cứ về đến cổng nhà là tiến thẳng vào góc nhà ngồi vồ rồi vỗ vồ rồi mà bản thân thuận chứng kiến nghe thế là rồi cuối cùng vì thương chồng mình rồi con cái bố mẹ của bác ấy cũng thương con thế là rồi khuyên cái người vợ này thôi cố gắng chấp nhận đừng có uh, ấy nữa, đừng có có trách móc chồng mình ngoại tình nữa. Nếu bây giờ mà không chấp nhận thì chồng mình sẽ phải khổ như vậy. Thế cuối cùng là đành phải chấp nhận cho việc rằng bác ấy phải uh, có cả vợ hai nữa. Thế bây giờ là bác ấy sống hai vợ luôn, cứ đi đi về về giữa hai nhà. Đó. Đây là một cái câu chuyện mà có thật nha. Có thật chứ không phải là một cái câu chuyện mà thuận bịa ra nhưng mà một cái câu chuyện có thật và bùa yêu nó là có thật nên là hy vọng rằng đặc biệt là cánh đàn ông khi đi làm ăn xa vợ phải chú ý và để ý vào thuận cũng không hiểu là người ta bỏ bùa cái kiểu gì nhưng những cái câu chuyện về bùa yêu thì nó đã xuất hiện tràn lan ở cái xã hội thực tế chứ nó không phải ở trong chuyện hay trong phim ảnh nữa nên hy vọng rằng mọi người cũng đặc biệt là cánh đàn ông phải luôn luôn cẩn thận nha rồi <laughs> ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người dân được quay Ở với một câu chuyện khác nhé.